Trân trọng kính chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay thì Duy lại tiếp tục xuất hiện và chia sẻ các bạn một video mới với một đề tài rất là hấp dẫn, giúp cho các bạn có thể kiếm tiền thu nhập thụ động ngay tại khi các bạn ngồi tại nhà trên nền tảng Internet. Chủ đề hôm nay đó là 5 cách kiếm tiền thụ động trên mạng không cần vốn trong thời đại công nghiệp 4.0. Tất nhiên là có rất là nhiều cách để chúng ta có thể kiếm tiền trên nền tảng Internet, tức là kiếm tiền trên mạng, mà các bạn có thể nghiên cứu và có thể ứng dụng được. Tuy nhiên, Duy sẽ giới thiệu 5 cái phương pháp, 5 cái cách thức mà các bạn có thể kiếm tiền trên mạng, xây dựng một cái hệ thống có thể giúp các bạn kiếm thu nhập thụ động phổ biến nhất hiện nay mà các bạn có thể dễ dàng thực hiện được. Vậy thì kiếm tiền trên mạng là gì và thu nhập thụ động là gì? Thì kiếm tiền trên mạng thực chất nó rất là đơn giản, là cách mà các bạn có thể cung cấp những cái sản phẩm hay dịch vụ số hóa để các bạn đưa trên nền tảng Internet và cung cấp cho tất cả mọi người trên thế giới này, trên mọi quốc gia trên thế giới, và các bạn có thể kiếm về thu nhập hàng triệu đô la. Và vì sao gọi là thu nhập thụ động? Thu nhập thụ động là một cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được tiền khi ngay khi các bạn đang ngủ, tức là các bạn cung cấp sản phẩm dịch vụ đó trên Internet, tức là cái sản phẩm dịch vụ đó sẽ được tìm thấy 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, 365 ngày một năm, và mọi người, mọi nơi trên thế giới, mọi thời điểm họ đều có thể truy cập vào trang web của các bạn hay truy cập vào cái hệ thống để cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, như là phần mềm, như là sách, như là website vân vân, để họ có thể tải về họ sử dụng và tiền sẽ được chảy vào tài khoản ngân hàng của các bạn. Đúng là tuyệt vời đúng không nào? Và đây, mình sẽ đi sâu chi tiết vào 5 cái phương pháp để giúp cho các bạn có thể xây dựng một cái hệ thống kiếm tiền thu nhập thụ động trên mạng. Bắt đầu bằng phương pháp thứ nhất các bạn nha. Thì cái phương pháp thứ nhất nó gọi là bán ebook. Ebook là sách điện tử, tức là sách được các bạn, trước đây chúng ta sử dụng sách giấy, sách in, thì bây giờ chúng ta có một cái hình thức nữa là chúng ta chuyển sách giấy, sách in đó sang những cái file hoạt động trên máy tính, như là file Word, file PDF, và chúng ta upload lên những cái trang web cung cấp cái dịch vụ là cung cấp sách điện tử. Mình nói một đại diện tiêu biểu và lớn nhất thế giới và tiên phong nhất thế giới đó là trang web bán ebook Amazon. Tuy nhiên là hiện nay thì Amazon mở rộng ra rất là nhiều cái sản phẩm được bày bán trên trang web của mình. Tuy nhiên trước đây thì cái sản phẩm đầu tiên mà Amazon bán trên Internet đó chính là sách. Và mình sẽ tham quan cái gian hàng của Amazon trên mạng các bạn nha. Thì đây chính là gian hàng của Amazon trên mạng, bán rất là nhiều thứ. Hầu như các bạn thấy là từ những sản phẩm điện thoại thông minh cho đến sản phẩm về âm nhạc, điện tử, hay ngay cả vali, túi sách, rất là nhiều cái sản phẩm các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn lên đây, các bạn có thể tìm thấy hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, thậm chí là hàng tỷ những sản phẩm được bày bán trên Amazon từ khắp mọi nơi, trên mọi đất nước trên thế giới, với rất là nhiều người nhà cung cấp nổi tiếng và uy tín. Và hầu như các bạn có thể tìm bất kỳ cứ một cái sản phẩm nào trên đây và các bạn mua, các bạn sẽ có thể mua trực tiếp, và các bạn có thể, người ta sẽ chuyển hàng về cho các bạn sử dụng. Và đây mình sẽ giới thiệu cái gian hàng đó gọi là Kindle Fire, Kindle Store. Kindle là một trong những cái thiết bị thông minh rất là nổi tiếng mà được Amazon đã phát minh ra, để mà mục đích là gì? Thiết bị này giúp cho người ta có thể đọc sách điện tử ngay trên, giống như một cái smartphone, các bạn đọc sách trên đó y như một cái sách in vậy, rất là tiết kiệm điện, và các bạn có thời gian, các bạn có thể nghiên cứu thêm về những cái bản Kindle khác nhau. Và chính Kindle đó đã mở ra một cái nền công nghiệp mới, đó là nền công nghiệp bán sách điện tử ebook của Amazon. Và các bạn lên đây, các bạn thấy là trang Amazon, các bạn có thể thấy là với hàng thậm chí là hàng triệu, hàng tỷ đầu sách khác nhau, với những người nổi tiếng trên thế giới hoặc là những cái tác giả mới, rất là nhiều sách. Và các bạn thấy là giá bán nè, từ $1.99 cho đến mười mấy đô la cũng có luôn. Thì các bạn hình dung là nếu mà các bạn cung cấp các bạn có thể viết được khoảng 10 quyển sách chẳng hạn, mỗi quyển sách các bạn bán $1.99 thôi. Nếu như tổng số lượng download và mua là 1 triệu bản thì các bạn có gần 2 triệu đô la. Trừ tất cả chi phí thì các bạn có thu nhập là triệu đô một cách dễ dàng. Đó là phương pháp thứ nhất để các bạn có thể kiếm thu nhập thụ động trên Internet. Và mình sẽ bước sang phương pháp thứ hai các bạn nha. Thì phương pháp thứ hai để giúp cho các bạn kiếm tiền trên mạng đó là các bạn trở thành YouTuber. YouTuber là gì? YouTuber là một cái người cộng tác với YouTube và làm những cái video nội dung
và các bạn upload trên trang web YouTube. Và mình giới thiệu thêm là YouTube là một trong những nền tảng hiện nay là cung cấp nội dung video lớn nhất toàn cầu và đã thu hút hàng tỷ người xem trên thế giới mỗi tháng. Và số lượng người để mà trở thành YouTuber trên YouTube hiện nay là con số trên 100 triệu người. Và mình sẽ nói sơ về cái nền tảng này. Thì khi các bạn tạo một cái tài khoản Google Account thì các bạn được quyền sử dụng liên kết với tài khoản YouTube của bạn. Các bạn tạo một cái channel, tức là một cái kênh YouTube. Sau đó các bạn làm video nội dung về bất kỳ chủ đề gì bạn thích, bất kỳ nội dung gì mà liên quan đến cái chuyên ngành mà các bạn giỏi nhất, thì các bạn có thể làm những cái video nội dung đó, các bạn upload lên kênh của mình. Và khi người xem video của bạn, càng nhiều người xem, càng nhiều lượt hiển thị quảng cáo, hiển thị trong video của bạn, thì các bạn kiếm được rất là nhiều tiền. Và ví dụ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai kênh rất là nổi tiếng ở thế giới và Việt Nam. Thì kênh đầu tiên là kênh PewDiePie. Kênh PewDiePie là một cái anh chàng Thụy Điển. Anh chàng này có một cái kênh YouTube mang tên, đặt tên là PewDiePie, và anh ta kiếm được khoảng 14 triệu đô mỗi năm chỉ là những cái video anh ta làm hàng ngày. Các bạn thấy là những video anh ta làm nè, với cái lượt xem rất là khủng khiếp, ví dụ 2.7 lượt xem trong 10 giờ thôi, 3.2 lượt xem, và kênh thu hút là 93 triệu lượt đăng ký tính tới thời điểm hiện tại. Trên kênh của anh thì có khoảng 3.000 mấy trăm video các bạn. Và ngoài thu nhập thụ động kiếm từ những cái hiển thị quảng cáo trên video của anh trên nền tảng YouTube, thì anh còn kiếm tiền thông qua việc quảng cáo hoặc là tham gia vào những cái sự kiện. Thì đó là một cái tấm gương tiêu biểu nổi tiếng nhất thế giới về hình thức kiếm tiền trên YouTube, trở thành YouTuber. Thì ở Việt Nam mình thì cũng có một đại diện, đó là chị Thơ Nguyễn ha. Chị Thơ Nguyễn thì có hiện nay là cái trên kênh của chị là cái lượng truy cập, cái lượng người đăng ký là khoảng 5.9 triệu người, và mỗi một cái video của chị ra là dễ dàng đạt triệu view. Đây các bạn thấy là video về bộ sưu tập các loại kẹo kỳ lạ của chị Thơ Nguyễn, mới vừa xuất bản cách đây một ngày đã đạt được 1.4 triệu view với một số tiền hàng tháng có thể lên đến vài trăm triệu Việt Nam đồng. Thì Thơ Nguyễn là một trong những cái kênh tiêu biểu cho chúng ta thấy về sự thành công của việc kiếm tiền bằng con đường trở thành YouTuber trên Internet là như thế nào. Đó là hình thức thứ hai, và chúng ta chuyển qua hình thức thứ ba các bạn nha. Thì cái hình thức thứ ba để giúp cho các bạn có thể kiếm tiền trên mạng, đó là các bạn viết những ứng dụng, gọi là những cái apps cho thiết bị thông minh. Thì các bạn thấy là ngày nay thì ai trên tay cũng cầm những thiết bị thông minh, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Thì trên cái thiết bị thông minh này thì các bạn cần download những cái phần mềm để các bạn sử dụng trên đây. Các bạn thấy là đây là vô số rất là nhiều cái phần mềm trên điện thoại di động các bạn có thể sử dụng. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái gian hàng trực tuyến bán phần mềm nổi tiếng lớn nhất thế giới mà các bạn có thể tham gia để mà đóng góp viết những cái phần mềm để mà tải lên đây, và các bạn có thể bán cho hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên thế giới, và các bạn có thể dễ dàng kiếm những thu nhập rất là khủng khiếp. Thì hai cái gian hàng bán cái phần mềm nổi tiếng nhất thế giới hiện nay đó là App Store. App Store là một cái gian hàng trực tuyến bán phần mềm của hãng Apple. Thì các bạn có thể xem đây. Đây là cái trang web bán apps, bán sản phẩm trực tuyến của Apple nè. Rất là nhiều phần mềm, từ games, từ những cái ứng dụng văn phòng, cho đến những cái ứng dụng như là quay phim, chụp hình, ứng dụng đồ họa, vân vân. Thì App Store thì các bạn có thể, trên nếu các bạn nào sử dụng iPhone thì các bạn có thể truy cập vào App Store thông qua một cái phần mềm ở ngay trên điện thoại của bạn, là phần mềm App Store đây các bạn. Đây, các bạn vào phần mềm này, phần mềm màu xanh này. Đó. Thì trên đây các bạn có thể là gì? Có thể tìm thấy được bất kỳ cái phần mềm nào các bạn mong muốn, và các bạn dễ dàng download về, từ miễn phí cho đến tính phí, từ game đến những cái phần mềm ứng dụng giải trí vân vân. Thì đây là cái cách mà Apple đã xây dựng một cái hệ thống bán những cái phần mềm và cộng tác với những cái nhà phát triển, những cái người viết phần mềm trên toàn thế giới. Và nếu các bạn trở thành một trong những nhà phát triển đó thì các bạn có thể dễ dàng kiếm thu nhập thụ động. Thì cái nền tảng thứ hai cũng tương tự như App Store, đó là Google Play. Google Play thì cung cấp cái dịch vụ là các bạn có thể upload những cái phần mềm viết trên nền tảng Android. Và đây là cái trang web của Google Play, các bạn có thể thấy là rất là nhiều cái phần mềm apps, games nè, đó, những cái phần mềm ứng dụng từ học tiếng Anh cho đến những phần mềm văn phòng, phần mềm những cái game nổi tiếng nè, cho đến những cái app về những phần mềm về bán hàng.
thì rất là nhiều luôn. Các bạn thích lĩnh vực nào, các bạn thích có là tạo ra những cái phần mềm nào thì các bạn có thể tạo. Trên này thì có hàng tỷ tỷ phần mềm rồi các bạn ơi, rất là nhiều. Với cái việc nếu mà các bạn muốn viết trở thành kỹ sư phần mềm thì các bạn có thể nghiên cứu về lập trình Android và các bạn có thể bắt tay vào thực hiện viết bất kỳ một cái phần mềm nào mà các bạn cảm thấy là có ích nhất cho người tiêu dùng và các bạn up lên trên cái hệ thống bán phần mềm trực tuyến này. Thì trên App Store và trên Google Play thì các bạn có hai hình thức để các bạn kiếm tiền. Một là các bạn bán phần mềm với một lần download như vậy là bao nhiêu tiền, từ $1 cho đến vài chục đô chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể cung cấp phần mềm đó miễn phí và khi người ta xài á, phần mềm đó thì các cái quảng cáo được hiển thị bên trong cái phần mềm, khi mà người dùng xài thì các bạn cũng được tính tiền. Thì nhà quảng cáo nào đặt quảng cáo trên những phần mềm đó thì họ sẽ trả tiền cho Apple và Google. Google sẽ trích phần hoa hồng đó trả cho bạn. Và ở Việt Nam thì có đại diện là Nguyễn Hà Đông đã kiếm được $1 triệu từ những cái game, một cái game rất là nổi tiếng đó là Flappy Bird. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên internet các bạn nha. Và hình thức thứ ba, mình chuyển sang hình thức thứ ba thì cái hình thức xin lỗi, mình chuyển sang hình thức thứ tư để giúp bạn có thể kiếm thu nhập thụ động trên internet, đó là hình thức dropshipping. Các bạn nghe chắc cũng lạ đúng không? Dropshipping thực ra là một hình thức bán hàng rất là đơn giản như thế này. Tức là trên internet có vô số hàng triệu nhà cung cấp sản phẩm bán sỉ và có hàng tỷ người tiêu dùng cần đến sản phẩm đó. Thì bạn không cần có phải có sản phẩm để mà cung cấp cho người tiêu dùng. Bạn không cần thiết lập nhà máy sản xuất. Công việc của bạn chỉ đơn giản là các bạn tạo ra một cái trang web, các bạn đăng những sản phẩm của nhà bán sỉ lên đó và các bạn thiết lập cái giá bán cao hơn mà giá mà họ cung cấp. Và khi người tiêu dùng họ click vào mua sản phẩm của bạn thì bạn sẽ đến, các bạn trực tiếp đặt hàng từ nhà cung cấp và các bạn chuyển thẳng đến cho người mua. Vậy thì các bạn sẽ ăn được cái phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Thì có rất là nhiều người họ đã kiếm được thu nhập triệu đô từ cái hình thức này. Thì để tìm hiểu về cái hình thức dropshipping này đó, là một trong những hình thức cũng khá là mới lạ, thì các bạn có thể vào cái trang web là Shopify. Các bạn có thể vào trang web này và các bạn có thể bắt đầu bán sản phẩm bằng cách là tạo ra một cái gian hàng trực tuyến trên Shopify. Đây là trang web. Mình chỉ giới thiệu sơ lược thôi và các bạn hãy dùng từ khóa dropshipping để các bạn nghiên cứu thêm về cái hình thức kiếm tiền thụ động bằng việc là bán hàng này ha các bạn nha. Rồi, cái thứ hai là Amazon. Amazon cũng cung cấp cái dịch vụ dropshipping nữa các bạn. Từ dropshipping, từ sách cho đến dropshipping, tất cả những cái sản phẩm trên Amazon thì các bạn đều có thể thực hiện. Vấn đề là các bạn tối ưu hóa được cái việc mà tìm kiếm được cái người sử dụng. Các bạn càng tìm kiếm được nhiều người sử dụng, nhiều người mua sản phẩm thì các bạn sẽ càng đạt được thu nhập cao. Đó là hình thức kiếm tiền gọi là dropshipping, bán hàng không cần phải có hàng hóa, bán hàng không cần phải có nhà máy sản xuất. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Và cái hình thức thứ năm giúp cho bạn có thể kiếm thu nhập thụ động từ internet, đó là viết web hay là blog. Đơn giản là các bạn tạo ra những cái website và các bạn viết những cái bài viết mà các bạn thấy là hữu ích để cung cấp cho cái người xem trên internet. Và khi những người xem đó xem bài viết của bạn thì có những cái quảng cáo được chèn vào bên trong bài viết đó. Và khi người ta click vào những quảng cáo đó, xem những quảng cáo đó thì tiền sẽ chảy vào túi của các bạn. Mình lấy đại diện ví dụ như là cái trang quản trị mạng.com. Nếu các bạn vào cái trang là quản trị mạng.com thì các bạn thấy là đây như là một cái trang báo điện tử, nhưng thực ra nó là một cái trang cung cấp những cái thông tin về những cái ứng dụng, cung cấp những thông tin về những cái sản phẩm kỹ thuật số, những cái công nghệ mới nhất trên thế giới. Và khi các bạn xem nè, khi các bạn vào trang web thì các bạn thấy những cái vị trí này là đặt quảng cáo nè. Đây là vị trí đặt quảng cáo. Đây là vị trí đặt quảng cáo. Hoặc là đây là vị trí đặt quảng cáo. Thì khi người dùng click vào những quảng cáo đó thì quản trị mạng.com sẽ có tiền. Đó là thu nhập thụ động. Hoặc khi các bạn click vào bất kỳ một cái bài viết nào bên trong cái trang web này thì các bạn cũng thấy là gì? Cũng xuất hiện những cái quảng cáo. Đây là những cái vị trí ha, người ta đặt quảng cáo trên trang web.
Vậy thì bạn có thể tạo ra một trang web tương tự như quản trị mạng. Bạn viết những bài viết hữu ích, người xem họ xem những bài viết đó. Những quảng cáo được hiển thị bên trong thì các bạn cũng có thể kiếm thu nhập từ những cái quảng cáo đó, bằng việc click, bằng việc xem, hay bằng việc họ mua hàng thông qua cái đường liên kết đến những cái quảng cáo đó. Cái trang web thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn với cái hình thức kiếm tiền này đó là trang web Tinh Tế. Tinh Tế là một trong những cái website về review sản phẩm và cung cấp những cái thông tin về những sản phẩm công nghệ mới nhất ở Việt Nam. Thì khi mà các bạn vào trang web mà thấy đây là vị trí đặt quảng cáo đây. Đây cũng là vị trí đặt quảng cáo rất là nhiều các bạn. Đây là các cái nhà cung cấp, các cái sản phẩm dịch vụ nè. Thì khi các bạn click vào bên trong một cái bài viết bất kỳ, đây là vị trí quảng cáo này các bạn. Bây giờ khi các bạn click vào bên trong một bài viết bất kỳ, lấy đại ví dụ đi, trang này, các bạn click vào, các bạn xem thông tin về cái sản phẩm là Fujifilm X-T300, thì các bạn thấy bên tay phải nó xuất hiện những quảng cáo này, tất cả những quảng cáo đó. Thì những cái quảng cáo đó, khi người dùng click vào mua sản phẩm, người dùng click chỉ cần click chuột vào thôi, thì tiền sẽ chảy về túi của Tinh Tế .vn. Các bạn có thể là gì, nghiên cứu về viết blog trên nền tảng WordPress, Joomla, hay viết blog trên nền tảng Blogger của Google, với cái chi phí hầu như là rất là rẻ để thiết lập nên một trang web. Vấn đề là các bạn truyền tải nội dung trên đó phong phú và có ích cho người dùng, họ xem, càng nhiều lượt xem thì khả năng các bạn kiếm tiền từ những cái quảng cáo được đăng trên website của các bạn là rất là lớn. Và đây chính là hình thức, một trong những hình thức mà các giúp cho các bạn có thể kiếm thu nhập thụ động trên Internet rất là dễ dàng. Cái video này cũng khá dài rồi và Duy hy vọng là các bạn thích video này. Nếu thích video này thì các bạn hãy click like để ủng hộ Duy, hoặc là các bạn click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác. Vui lòng đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục xem nhiều video mới một cách thường xuyên các bạn nha. Duy thường xuyên làm những cái video với nhiều đề tài khác nhau để chia sẻ kiến thức với tất cả các bạn. Hy vọng các bạn yêu thích video này và quay trở lại kênh trong những lần sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.